Chào các bạn nha. Thì biết sao hôm nay mình lên cái chỗ hợp tác xã của bưởi các bạn. Thì cái này cái quy cách của người ta rửa bưởi kia nọ mà. Để mình quay cái hệ thống rửa bưởi cho các bạn xem nha. Thì cuộc sống đời thường các đại lý mình làm được gì, thấy những gì, mình sẽ quay với các bạn cùng xem. Đây các bạn. Bỏ vô đây các bạn. Bưởi hái vô. Cái này cái khâu nước là rửa nha các bạn. Rửa sạch những cái da cám của phần này các bạn. Đây. Nó có cái băng truyền các bạn. Đây, cái này hệ thống làm nước. Đây các bạn. Và ở đây nó có những cái bánh răng lông này. Nó sẽ rửa sạch cái bưởi các bạn. Rửa sạch cái bưởi các bạn. Sạch những cái da cám. Nó có dây chuyền chạy kia. Ở đây là cái hệ thống quạt làm sấy cho khô đó các bạn. Chạy từ đầu kia tới đây các bạn. Đó, cái này là bên cái hệ thống này là nó cũng làm gáo bóng này. Giờ nó đang ngưng lại tại vì nó chờ thùng xếp bữa nha các bạn. Bên kia vẫn đang rửa nha các bạn. Nó bắt đầu mở chạy. Đây, có anh thợ. Rửa ráy các bạn, rửa ráy sạch rồi này. Các bạn thấy không? Cái bưởi đã xử lý xong các bạn. Không có sử dụng bằng loại thuốc gì các bạn, chỉ xịt nước rửa trà cho bóng thôi, những cái lớp ao cám bên ngoài thôi. Đây những cái bưởi nguyên cám các bạn, chưa qua xử lý, nó vẫn còn vàng vàng ố ố, nó có cám các bạn. Đó, bắt đầu từ đó qua đây các bạn. Thôi mình cũng có kết thúc video đây các bạn ơi. Xin kính chào các bạn.